Không có nhạc khó lắm nha bác, chịu khó nghe. Sáng sớm tinh sương, mẹ cứu em ra ngoài chợ đông ba. Chợ đông quá em đi về. Trời ơi, cái chầu văn Huế người ta hay vậy đó mà ông làm cái gì giật kinh phong vậy trời. Trời ơi, anh thấy nó làm vậy? Cầm cái ly nó cũng múa vậy nè. Ra chợ đông ba, chợ đông quá rồi em đi về hả? Dạ thì vậy đó. Bài văn mà đoán hậu vậy. Không được, không được thầy ơi. Ủa không được hả? Thử thách vô vô mà. Đây. Bây giờ nè, cái ông nào ông làm không có được rồi nè. Bây giờ thử thách nhỏ con gái 18 tuổi của bác luôn nè. Đó, coi làm được không? Anh làm em nhục quá à, rồi sao làm con rể được? Đó, lấy lại danh dự của mình đi. Dạ, rồi em lấy. Anh mặc cá tru Huệ là anh phải ca như ri này. Ồ. Sáng ra chờ đông ba, chiều về thôn vị già, chiều về gặp lắm vị già. Rồi xàm luôn nghe ơi. Tự nhiên về thôn dĩ dạ gặp lâm dĩ dạ chi trời. Trời ơi. Tưởng em làm cái gì em làm không? Trời đất ơi trời, mày còn tệ hơn nó nữa mày hiểu không? Trời ơi, đáng nghe là sai hết nha. Sai hết toàn bộ nha. Đến với chương trình Kẻ Thách Thức ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được xem những cái người tham gia họ thật sự họ vượt qua cái thách thức mà họ đặt ra cho mình. Đúng họ rồi. Làm hay lắm chứ không phải làm vậy đâu. Ồ vậy hả? Rồi bây giờ muốn coi những cái người đó vượt qua thách thức giới hạn của mình ra sao không? Muốn. Nếu như muốn á thì thôi bây giờ nè, mời cả gia đình mình xuống dưới kia ngồi đi nghe. Rồi coi đi, xong rồi mình biết là người ta đã phải cố gắng tập luyện như thế nào để có được những cái tiết mục nó hấp dẫn, nó hay. Chứ không phải vậy đâu, ghê quá luôn á.